lo cả nhà mình đang soạn hàng cho khách. Bữa khách dùng thử set mini của Innisfree này, khách order set full size xài luôn nè. Đây là nước hoa hồng, sữa dưỡng, kem dưỡng ban ngày, kem dưỡng ban đêm, rồi sữa rửa mặt, rồi cái này là mặt nạ cho mắt. Mặt nạ cho mắt có tặng kèm mà massage. Hàng bên mình mua tại store đủ bill hết nên cả nhà yên tâm xài nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua. Có gì inbox cho mình nhé.